Và chào mừng tất cả anh em và chào mừng anh em đã trở lại với kênh YouTube của VChannel. Và hôm nay mình đang có ba con máy. Một đó chính là chiếc Samsung Galaxy A9 đại diện cho con chip là Snapdragon 660. Một là con chiếc Honor 10 Lite đại diện cho con chip là Kirin 710. Và một con nữa là Galaxy A50 đại diện cho con chip là mới nhất của Exynos là 9610. Vậy thì hôm nay các bạn hãy cùng mình để giải mã xem thử con chip 9610 nó sẽ như thế nào, cũng như là hiệu năng thực tế nó ra sao so với đối thủ cùng phân khúc, đó là hai con này nhé. Và intro nào. Ok, thì như những bài hiệu năng trước thì mình cũng sẽ test ba con này dựa trên một tựa game duy nhất, đó là PUBG Mobile. Và mình sẽ test trong vòng khoảng 15 phút ba con. Đầu tiên thì mình sẽ xét qua điểm số AnTuTu của ba con máy. Thì ba con có số điểm khá là chênh lệch nhau, cũng khá nhiều. Đầu tiên Galaxy A50 chúng ta sẽ có số điểm là 142.000 điểm, cũng như là Galaxy A9 sẽ là 121.000 điểm. Còn bên chiếc Honor 10 Lite sẽ là 126.000 điểm. Có thể thấy được là về hiệu năng điểm số thì có thể thấy được là về hiệu năng giữa A9 cũng như Honor 10 Lite ngang với nhau, xem nhau. Còn bên chiếc Galaxy A50 chúng ta sẽ có số điểm cao hơn cũng như là vượt bậc hơn khá nhiều, chênh lệch khoảng là 20.000 điểm. Vậy thì thực tế hư nó sẽ như thế nào? Đầu tiên thì mình sẽ test từ game PUBG Mobile trên chiếc Galaxy A50. Thì máy cho chúng ta max setting lên tới là HDR cũng là Ultra HD. Thật sự đây là một cái setting khá là khủng, cũng như là nó được xếp ngang hàng so với con chip Snapdragon 845 hay là 855, hay là con chip mới nhất của ECS10 là 9820. Về trải nghiệm thì tuy đồ họa của máy Galaxy A50 được bật ở mức max setting, tuy nhiên thì nó cũng không thể mang lại trải nghiệm mượt mà như trên max setting của Galaxy S10 được. Các bạn có thể hình dung được là Ultra HD, HDR của Galaxy A50 không thể nào đọ được về phần hiệu năng, về độ mượt mà so với Ultra HD cũng như HDR của Galaxy S10 được. Khi mình bật ở chế độ Ultra HD cũng như HDR thì máy vẫn lắc cũng như giật nhẹ khá nhiều. Và đặc biệt đó chính là về phần màn hình thì và cũng như là cái độ khử răng cưa của máy khá kém. Có thể do đây là con chip mới của Samsung, thế nên là Samsung vẫn chưa thể kịp thời tối hóa mà Samsung đã mang lên cái sản phẩm tầm trung của họ. Mình vẫn khá là đáng tiếc bởi vì đây là một phân khúc tầm trung dưới 6 triệu đồng. Tuy nhiên thì Samsung đã trang bị con chip rất là tuyệt vời, rất là mạnh mẽ về phần hiệu năng. Tuy nhiên thì Samsung vẫn chưa kịp thời tối hóa được hết. Thế nên là về phần hiệu năng thì mình vẫn thấy là nó vẫn có đôi chút cần phải cải thiện khá là nhiều. Và mình hy vọng rằng trong tương lai thì Samsung sẽ đưa ra các bản cập nhật phần mềm để có thể tối hóa được tốt phần cứng về con chip cũng như là về phần mềm, để cho chúng ta có được cái trải nghiệm mượt mà hơn khá là đáng kể. Về lâu ngoài của máy thì khá bé, âm lượng không được lớn, thì nói chung là trong phân khúc như thế này chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều về loa ngoài được, nói chung là đủ nghe được rồi. Cuối cùng đó chính là về phần dung lượng pin, thì máy có dung lượng pin khá ổn, và trong khoảng 15 phút đầu khi chúng ta chơi game thì máy chỉ sụt khoảng là tầm 1-2% mà thôi, thì đây là con số khá là ấn tượng về cái sản phẩm tầm trung năm nay. Về nhiệt độ của máy Galaxy A50 thì mình đánh giá là khá là trung bình mà thôi, nằm ở mức 42 và cũng như cao nhất là 44 độ C, trong cái nhiệt độ phòng trung bình là 27 độ C. Nói chung là nhiệt độ của máy thì khá ổn cũng như chấp nhận được, và cũng như là khi mà chúng ta chơi về lâu dài thì chúng ta cũng sẽ không cảm thấy quá là nóng, nói chung là nằm ở mức chấp nhận được. Còn nếu như chúng ta chơi mà chúng ta ốp lưng vào thì có thể máy sẽ nóng hơn đôi chút khá là đáng kể. Tiếp theo là Galaxy A9. Thì mình chơi Galaxy A9 ở trên tựa game PUBG Mobile thì máy được bật lên tới max setting là HD cũng như là cao. Và cũng như về trải nghiệm thì con chip Snapdragon 660 thì mình cũng không có quá nhiều phàn nàn, bởi vì đây là một con chip rất tốt về đồ họa cũng như là lẫn là CPU. Nhưng mình vẫn cảm thấy khó hiểu bởi vì trong một vài trường hợp thì con chip 660 vẫn tỏ ra yếu thế hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Máy vẫn giật nhẹ, tuy nhiên thì ở mức nhẹ thôi, còn lại mọi khung hình khi chúng ta combat thì vẫn rất là tốt, rất là mượt mà, tuyệt vời. Thao tác mọi tác vụ rất là nhanh và mượt mà. Về nhiệt độ thì máy sẽ dao động trung bình khoảng là 40-42 độ C, và mình cảm thấy được là đây là một nhiệt độ rất là tốt cho chúng ta, và chúng ta hoàn toàn yên tâm khi chúng ta chơi lâu dài, chúng ta không phải lo nóng máy dẫn đến gọi là chảy mồ hôi tay, nói chung là sẽ không có gây chúng ta quá nhiều khó chịu. Và mình nghĩ rằng Samsung là rất tốt về phần tản nhiệt. Tuy nhiên thì về loa trên chiếc Galaxy A9 thì khá nhỏ, nhưng max volume của A9 vẫn lớn hơn rất nhiều so với Samsung Galaxy A50, thế nên chúng ta vẫn có thể chấp nhận được. Và về pin thì cũng đồng đều so với Samsung Galaxy A50, 15 phút chơi PUBG thì cũng chỉ có sụt có 1-2% mà thôi. Thì nói chung với dung lượng pin là 3800 mAh thì chúng ta không cần phải lo quá nhiều về mặt dung lượng pin, và chúng ta hoàn toàn yên tâm sử dụng Galaxy A9 trong vòng 2 ngày liên tiếp, chúng ta không cần phải lo là sạc cáp ở đâu. Cuối cùng đó là về chiếc Honor 10 Lite, thì max setting của nó cũng y hệt như trên chiếc Galaxy A9 là ở HD cũng như là ở mức cao.
Về trải nghiệm thì trong quá trình trải nghiệm thì mình vẫn cảm thấy là con chip này chơi game vẫn khá lag tương đối, nhưng ở mức chấp nhận được. Đặc biệt là khi nhảy dù, toàn bộ khung hình phải load lại từ đầu, thế nên là chúng ta sẽ bị drop khung hình. Tuy nhiên thì trong quá trình combat thì máy vẫn thực hiện khá tốt, FPS vẫn duy trì rất là ổn định. Tuy nhiên thì nếu xét về độ mượt mà thì Kirin 710 thì chỉ đạt ở mức khá mà thôi. Về loa thì cũng chỉ ở mức khá mà thôi, âm lượng không được lớn lắm. Nói chung là chỉ ở mức là chúng ta sẽ nghe được cái tiếng bước chân khi chúng ta nghe tiếng địch chạy mà thôi. Và cuối cùng là về pin thì mình đánh giá khá tốt về pin của con này. Nói chung là trong khoảng 15 phút đầu mình chơi từ game Baby Mobile thì máy chỉ sụt khoảng 2%. Nói chung là về dung lượng pin thì mình vẫn đánh giá là cả ba con là ngang hàng với nhau. Tuy là con Honor 10 Lite chênh lệch dung lượng pin khá nhiều so với ba hai con còn lại. Và thực sự là con chip Kirin đã làm rất tốt trong khoảng này, và mình tin rằng các bạn hoàn toàn yên tâm về pin khi chúng ta chơi từ game PUBG Mobile trên chiếc Honor 10 Lite. Và nhiệt độ của chiếc Honor 10 Lite được dao động là từ khoảng 43, cũng như nóng nhất là lên tới là 45 độ C. Và theo như mình cảm nhận được là đây là một chiếc độ khá nóng. Để tóm kết lại thì nói chung là mình sẽ đưa ra các mức tiêu chí mình sẽ đánh giá như sau. Nếu như ta lựa chọn hiệu năng hàng đầu thì mình nghĩ là xếp thứ nhất đó chính là chiếc Galaxy A50. Tuy nhiên thì mình không khuyên các bạn là nên bật max setting là Ultra HD cũng như là HDR, mà chúng ta sẽ chỉ bật HD cũng như là Ultra HD mà thôi. Như thế thì chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm rất là tốt, rất là mượt mà, đặc biệt là về phần màn hình nó sẽ cho chúng ta cái độ cửa ứng cử rất tốt cũng như phù hợp với mức cấu hình đồ họa mà từ game mang lại. Còn hai mức vị trí còn lại là vị trí thứ hai thì mình sẽ đánh giá là con chip Kirin 710. Với con chip Kirin 710 cũng như là cái tối ưu hóa của Huawei, nó sẽ giúp cho chúng ta chơi PUBG mà chúng ta cũng không phải lo quá nhiều về giật lag khi chúng ta chơi game hay là bị drop khung hình FPS. Cuối cùng ở vị trí thứ ba, vị trí cuối cùng sẽ là Samsung Galaxy A9. Tại sao mình lại để A9 cuối cùng? Bởi vì mình vẫn cảm thấy được là con chip 660 vẫn chưa tối ưu hóa được tốt trên các sản phẩm Samsung. Và mình nghĩ là nếu như Samsung trang bị Exynos trên sản phẩm của họ thì nó sẽ tối ưu hóa được tốt hơn. Còn về Snapdragon 660 thì nói chung là mình vẫn cảm thấy được là nó sẽ thua thiệt hơn khá nhiều nếu như so sánh với lại Mi 8 Lite, cũng là chiếc 660, hoặc không là so nếu như so với Realme 2 Pro thì nó vẫn thua thiệt khá nhiều về hiệu năng nếu như so cùng với chiếc là 660. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ về hiệu năng của ba con, cũng như là về so sánh giữa các tiêu chí khác về màn hình, về pin, cũng như là về nhiệt độ. Và các bạn nghĩ sao? Các bạn sẽ lựa chọn con máy nào trong ba con máy trên thì hãy để lại phần comment bên dưới. Và các bạn đừng quên, hiện tại Bạch Long Mobile đang có chương trình đặt hàng Galaxy A50 cũng như là các sản phẩm của loại cũng sẽ có mức giá rất tốt. Các bạn nhớ bấm vào link bên dưới để tham khảo nha. Bởi vì mức giá cũng như khuyến mãi sẽ đề cập ở link bên dưới, các bạn nhớ bấm vào link bên dưới để biết nha. Và video đến đây kết thúc rồi, thì các bạn thích video này thì đừng quên bấm like để làm subscribe cho kênh Bi Channel nha. Và mình là Sơn, mình đến từ Bi Channel. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các video lần sau. Bye bye.